hội Hoa Phượng Đỏ đã trở thành sự kiện văn hóa đặc sắc của thành phố Hải Phòng vào mỗi dịp tháng 5, mang đậm dấu ấn của miền cửa biển. Theo khảo sát, Hải Phòng hiện cần khoảng 5.900 trụ nước chữa cháy, tuy nhiên hiện mới đáp ứng khoảng 60% yêu cầu. 70 năm trôi qua, ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên trong tâm trí các cựu chiến binh đã từng trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ. Đó là những thông tin chính trong bản tin Hải Phòng hôm nay 16 and Life. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, được tổ chức thành công trong suốt một thập kỷ qua, lễ hội Hoa Phượng Đỏ đã trở thành một sự kiện văn hóa đặc sắc của thành phố Hải Phòng vào mỗi dịp tháng 5, mang đậm dấu ấn của miền cửa biển. Lễ hội năm nay có những điểm mới so với những lần tổ chức trước. Đây là năm đầu tiên chương trình khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024 được tổ chức với quy mô lớn cùng một sân khấu hoành tráng ấn tượng tại địa điểm mới là quảng trường trung tâm chính trị hành chính, khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Với mặt bằng rộng, sức chứa khoảng 18.000 người, mạng lưới giao thông thuận lợi, dễ dàng kết nối với các khu vực lân cận sẽ đáp ứng được nhu cầu thụ hưởng và tham gia lễ hội của nhân dân và du khách. Đây cũng là lần đầu tiên thành phố Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa tầm cao, xen lẫn tầm thấp trong đêm khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024. Bên cạnh quy mô tầm cỡ, lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm nay còn có rất nhiều nét mới của các hoạt động hưởng ứng nằm trong khuôn khổ lễ hội. Với rất nhiều nét mới, lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024 có điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc sắc vào đêm khai mạc, hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân và du khách một kỳ lễ hội có tầm vóc và quy mô lớn, xứng tầm của thành phố cảng đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Dự án đầu tư xây dựng trung tâm chính trị hành chính, hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại khu vực đô thị Bắc Sông Cấm yêu cầu về tiến độ, đòi hỏi ban quản lý dự án và nhà thầu dồn sức thi công, thi đua lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước và thành phố, nhất là ở gói thầu phục vụ lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024. Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng là doanh nghiệp duy nhất trúng hai gói thầu xây lắp thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trung tâm chính trị hành chính thành phố Hải Phòng. Ngay sau thời điểm khởi công và trong từng giai đoạn của dự án, nhà thầu đã huy động tổng lực thi công, nhiều thời điểm tiến độ về trước kế hoạch. Cùng với hoàn thiện mặt bằng sân khấu và tuyến đường 55m, thời điểm này, nhà thầu tập trung rất cao cho thi công gói thầu lắp đặt mặt dựng. Giai đoạn 1 là mặt trước khối nhà để phục vụ lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024. Duy trì nhịp độ liên tục và khẩn trương trong điều kiện cùng lúc thi công nhiều gói thầu, nên dự án đòi hỏi rất cao về công tác tổ chức thi công, tiến độ kỹ mỹ thuật và an toàn lao động. Tổ hợp trung tâm chính trị hành chính thành phố, hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại khu đô thị mới Bắc Sông Cấm gồm 14 khối nhà, bảo đảm cho hơn 2.500 người làm việc cùng các công trình phụ trợ khác. Hiện công trình trung tâm hội nghị biểu diễn nghệ thuật thành phố cũng đã được thi công. Theo kế hoạch thì đến năm 2025, trung tâm hành chính mới sẽ đi vào hoạt động. Đây là trụ sở của tất cả cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị, xã hội của thành phố. Tại trường quay S3, Đài Phát Thanh và Truyền hình Hải Phòng vừa diễn ra vòng nhà hát cuộc thi tìm kiếm tài năng nhí THP. Vòng nhà hát là vòng thi thứ hai của cuộc thi. Ở vòng thi này, các thí sinh sẽ trình bày tiết mục dự thi hoàn chỉnh. 141 tiết mục dự thi đa dạng thể loại, bao gồm thi nhảy, múa, thi dẫn chương trình, thi hát, thi trình diễn mẫu và thi biểu diễn nhạc cụ. Sau vòng thi này, ban giám khảo sẽ chọn ra những tiết mục xuất sắc nhất để đi tiếp vào bán kết. Do đó, các thí sinh đã rất đầu tư cho phần biểu diễn của mình, từ trang phục đạo cụ cho đến cách thức thể hiện. Hôm nay con đến đây, con muốn được chia sẻ niềm vui cho mọi người và con mong muốn mọi người và ban giám khảo có thể ủng hộ cho con ạ. Chất lượng của các thí sinh tham gia cuộc thi cũng được ban giám khảo đánh giá cao. Theo như tiên thấy thì chất lượng thí sinh trong năm nay rất là tốt. Các bạn có cái sự đầu tư về kỹ thuật cũng như là về cái phần trình diễn rất là tốt. Và tiên rất là bất ngờ khi mà đến đây chấm thi và được thấy các bé rất là đầu tư. Và mình cũng thấy là xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Không chỉ nhằm tìm ra những tiết mục xuất sắc nhất để đi tiếp vào bán kết, mà toàn bộ các tiết mục được biểu diễn tại vòng thi này đều được ghi hình và phát sóng trong chương trình Măng Non Đất Cảng, phát sóng vào lúc 18 giờ hàng ngày trên kênh THP. Ban giám khảo sẽ chọn các tiết mục vào vòng tiếp theo các tiêu chí là kỹ năng chuyên môn 50%, sự sáng tạo 30%, sự đầu tư 20%. Vòng bán kết của cuộc thi Tài Năng Nhí THP 2024 sẽ diễn ra vào tháng 6 tới.
Theo khảo sát, thành phố Hải Phòng hiện cần khoảng 5.900 trụ nước chữa cháy. Tuy nhiên, hiện trên địa bàn thành phố mới lắp đặt được khoảng 3.070 trụ, đáp ứng khoảng 60% so với yêu cầu. Điều này dễ dẫn đến nguy cơ không đủ nguồn nước để kịp thời xử lý các vụ hỏa hoạn, nhất là khi mùa nắng nóng đang đến gần. Công ty cấp nước Hải Phòng là đơn vị được thành phố giao nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý, vận hành, bảo dưỡng trụ nước chữa cháy và triển khai thực hiện lắp đặt bổ sung trụ nước chữa cháy hàng năm, tăng cường nguồn cấp nước chữa cháy trong vùng, phục vụ cấp nước trên địa bàn thành phố. Tính đến tháng 1 năm 2024, đã có 2.225 trụ do công ty đầu tư lắp đặt. Tất cả các trụ đều đã được cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thẩm duyệt, kiểm tra, nghiệm thu vận hành, bảo đảm theo quy định về phòng cháy chữa cháy. Một số tuyến đường cần lắp đặt đường ống cấp nước để tạo cái nguồn nước cấp cho các trụ nước chữa cháy thì không được triển khai do không có trong quy hoạch cấp nước thành phố Hải Phòng. Về thiết kế và thi công lắp đặt trụ nước chữa cháy đô thị ở nhiều việc vị trí rất khó khăn về mặt bằng thi công. Ví dụ như là đường thì không có hè, vì hè thì lại hẹp, vướng các công trình ngầm, hạ tầng kỹ thuật, ngầm lồi như là cây xanh, cột điện, điện lực, thông tin viễn thông và cấp thoát nước, cấp nước. Là thành phố cửa biển, Hải Phòng có nhiều ưu thế về nguồn nước. Thế nhưng trong thực tế, những tiềm năng này đều không trở thành ưu thế, bởi hầu hết các sông, ao, hồ, kinh mương trên địa bàn thành phố đều không có bến lấy nước cho xe chữa cháy. Theo tiêu chuẩn quy định thì một bến lấy nước dành cho xe chữa cháy phải bảo đảm được vết bùn thường xuyên, không có cỏ dại và phải có đường vào thuận lợi. Và nếu chiều theo các quy định này thì các ao hồ sông không đạt tiêu chuẩn sử dụng, ngoại trừ sông Tam Bạc. Thực tế đã có những vụ cháy xảy ra ở khu đô thị hay ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản vì không có đủ nguồn nước phục vụ chữa cháy. Có những cái vụ cháy chúng tôi đến khi nhận được tin và xuất xe đến rất là kịp thời. Tuy nhiên là do cái nguồn nước nó hạn chế nên là việc chữa cháy nó mất rất nhiều thời gian và cái hiệu quả nó không được như mong muốn. Thực tế thời gian qua trên cả nước đã liên tiếp xảy ra các vụ cháy nổ và theo nhận định của các cơ quan chức năng thì nguy cơ cháy nổ ngày càng nhiều, trong khi điều kiện chữa cháy ở nước ta hiện còn nhiều hạn chế. Và một trong số đó phải nhắc đến là những bất cập về nguồn nước cứu hỏa. Vì vậy, chúng tôi cho rằng đã đến lúc các đơn vị chức năng cần phân tích, đánh giá rõ thực trạng và tìm ra giải pháp hữu hiệu để có thể xử lý kịp thời các vụ hỏa hoạn khó lường có thể xảy ra trong mùa hè năm nay và các năm tiếp theo. Bảy mươi năm trôi qua, ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên trong tâm trí các cựu chiến binh đã từng trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, trở thành niềm tự hào của các thế hệ người dân Việt Nam. Ở tuổi 91, ông Nguyễn Văn Thanh, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, có 65 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trải qua các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, ông không thể nào quên thời điểm vào năm 1954, ông xung phong lên đường phục vụ kháng chiến cứu quốc. Trong khí thế sục sôi của lớp lớp thanh niên thành phố Cảng, bước vào cuộc chiến gam go thử thách. Nhưng mọi khó khăn gian khổ trên chiến trường năm ấy không quật ngã được tinh thần thép của người chiến sĩ Điện Biên. Cái năm 54 thì tôi cũng ở cái tuổi 18 đôi mươi thôi, vào quân đội. Thì cái cán bộ chính trị giáo dục cho chúng tôi học tập cái mặt tư xúc của Mạc Sinh Gió Kỳ đấy, cái tinh thần chiến đấu của hết cái đó xong, cái trong người ngực cái khí thế, tất cả những chiến sĩ tinh thần như là cái việc gì cũng xung phong. Từ ngày 13 tháng 3 năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu. Trải qua 56 ngày đêm khuét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non. 15 giờ ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân ta tiến hành tổng công kích vào trung tâm Mường Thanh. Tướng De Catteri và toàn bộ bộ tham mưu tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị bắt sống. Số quân Pháp còn lại xin đầu hàng. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã khẳng định được đường lối lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự dốc sức của toàn dân và toàn quân. Trong thắng lợi vĩ đại ấy thì vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người đã có quyết định lịch sử đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc thắng chắc, đã làm nên thắng lợi cho chiến dịch.
Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu đã kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ, chống thực dân Pháp xâm lược, giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Ông Thanh và các chiến sĩ Điện Biên vinh dự được tặng huy hiệu Bác Hồ. Hơn 70 năm qua, những kỷ vật quý giá vẫn được ông gìn giữ cho đến ngày hôm nay, với sự trân trọng tự hào về một thời quên mình chiến đấu hy sinh cho lý tưởng cách mạng. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Hải Phòng hôm nay, City Airlines. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai.